đói bụng quá. Bà đó ơi, trời ơi, nấu cơm xong chưa? Dọn lẹ lẹ lên tôi ăn thôi, tôi đói bụng quá. Không rồi, đáng dọn nè. Đấy, nghe đây, cái mùi bà nấu nãy giờ là chịu không nổi rồi đó. Chà, nấu gì ngon quá vậy ta? Cái món này là món rau yêu thích của ông đó, nhưng mà nay tôi không có xào tỏi, tôi luộc à. Cũng được, tôi là hãy bà nấu ăn đi, ăn đi, ngủ, ông ngon. Ăn lẹ lẹ, để tôi ngủ. Rồi, đây. Đây. Ăn đi. Ủa? Ủa? Anh chị? Chào anh. À, ủa? Cơm hả? Dạ, à, dạ. Cơm, anh, chuẩn bị ăn cơm nè. Sẵn bữa ăn cơm với vợ chồng tôi cho nó vui. À, thôi kệ cũng được. Dạ. Cho nó ăn cho nó có không khí gia đình vậy mà. Dạ, dạ. Phải, phải cơm nè. Dạ, rồi. Tôi phải nói là tôi nói xấu vợ tôi. Sao? Chị biết không? Bà nói cái khẩu vị bà không hợp với tôi. Vậy anh. Chị nấu bộ thấy cũng ngon à. Cảm ơn anh. Dạ, tôi nấu được lắm. Để tôi thưởng thức thử cái tài nấu ăn của chị coi. Dạ. Thôi dùng nha anh chị. Dạ, ăn đi. Ăn đi. Ngon không anh? Rau này luộc ngon nè. Không, tôi thử anh. Bí vừa ăn. Bí này ở ngoài vườn mới hái vô nè. Thế là chị nhà kho phải không anh? Vừa ăn. Dạ. Không có mặn, bà xã nấu là mặn lắm, không có hợp khẩu vị của tôi. Hả? Còn là cây nhà lá vườn không, mình ăn cho nó bảo đảm sức khỏe. Từ từ anh. Ăn quá mắc nghẹn rồi chết rồi, lên lớn tuổi rồi nghẹn cái rồi nó phiền lắm. Còn có là xét không? À, có cái này là xét á. Còn lấy không? Đủ lấy cơm rồi, no lắm. Không có nữa. Đừng lấy cơm nữa, ảnh no rồi. Ăn lên, ăn. Trái cây gì vậy chị? Ổi anh ơi. Ổi chị cho muối ớt, muối tiêu gì cũng được. Muối chưa đâm. Dạ, cảm ơn chị. Ăn đi anh chị. Ăn đi anh. Quan trọng là qua đây có gì không? Hôm qua tại gặp bữa ăn cái anh chị mời cái tôi không có sát, tôi nhào vô ăn luôn rồi cái quên chuyện gì đó. Quên hả? Ăn no mà đến nỗi quên luôn á hả? Thôi giờ anh cứ về anh nghỉ ngơi đi, ăn no rồi tưởng đừng mắt nó sụp. Về nghỉ ngơi đi. Về nghỉ ngơi đi, chừng nào nhớ qua nói. Dạ. Tôi về chừng nào tôi nhớ, mai mà tôi có nhớ cái chuyện gì hết tôi qua tôi gặp anh chị với tôi bàn với anh chị nhá. Dạ. Rồi ha, cảm ơn ha. Tôi mấy anh chị tôi về. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh chị bữa cơm hôm nay nha. Dạ. Có gì đâu. Cảm ơn nhiều lắm. Trời ơi, cho ăn gì trời tình ơi, trời ơi. Mày gọi là bào đó mà bào hết dáng luôn á. Giờ vậy để tôi đi nấu cơm cái khác cho ông ăn. Mai mốt nấu mà trước khi giờ ăn cơm là tôi ra tôi khóa cửa rào lại hết. Cái tánh ổng vậy á, thấy bữa ổng là ổng bo bo mà của người ta. Ủa chị. Ủa cho kỳ vậy, sao bữa nay hai vợ chồng có chuyện gì mà rủ nhau qua nhà tôi vậy? Trời ơi, tôi thấy như ông xã tôi qua đây rồi sao không thấy ổng? Ủa ảnh mới về rồi, chị qua đây có gì không? Đúng rồi. Ủa ông xã tôi có làm chuyện gì cho hai người buồn không mà sao thấy cái mặt hai vợ chồng hoang mang quá vậy? Coi như là ổng giống như ông đi càng vậy đó. Hồi xưa tao gọi là đi càng, càng là quét ông càng cái hết luôn. Chồng chị ăn chứ tôi đâu ăn được miếng nào đâu. Hả? Ông chồng tôi hả? Ông nhiệt tình vậy đó. Trời ơi, nếu mà nói vậy hèn chị hai cái mặt vợ chồng hoang mang thấy sợ. Tôi nếu mà ông chồng tôi không làm thôi, đại diện ông chồng tôi xin lỗi anh chị nha. Cái tánh ổng sao kỳ mà tôi nói hoài không được. Tới nhà ai mà có đồ ăn nghe, ổng làm mọi cách để ổng ăn đồ của người ta. Nhưng mà đố ai ăn được ổng đồng nghe. Gì vậy? Mà tôi không biết cái trời ơi, tôi đi tiêu viện mang tiếng dữ lắm. Thôi nếu mà chị đã nói vậy rồi thì giờ tôi hứa tôi sẽ giúp chị. Vậy tôi cảm ơn anh nha. Cách nào cho chồng tôi bỏ được cái tật này là thôi tôi mang ơn vô cùng luôn vậy đó. Cách gì ông? Thôi chưa? Hả? Ông thôi chưa? Chưa hả? Để rồi tôi đi vô, chừng nào ông tới kêu tôi chạy ra nha không? Trời ơi, bà cứ ngồi đi. Ổng tới tới giờ đó tại nhớ thường thường thấy ổng canh mà giờ chưa dắt này nè đó. Là cái dắt vợ chồng mình ăn cơm á là ổng ba ăn qua lắm thầy bởi vậy. Ông tới, ông tới rồi. Tôi vô tôi vô thôi. Ông tới rồi. Ủa chào anh. Chị đâu rồi? Bả ở đằng sau á. Ủa giờ này mấy giờ ta? Giờ này giờ trưa. Thì đúng ra đó là giờ này là hai chồng tôi dọn cơm ăn. Không, tại vì bữa nay làm như là biết anh sắp qua nè, thành ra vợ tôi dời lại. Chuẩn bị dời lại để cho ăn hơn. Cơm trễ chút. Ôi, ăn cơm mà không đúng giờ đó là nguy hiểm lắm á. Nó bị đau bao tử á, nó thòng bao tử xuống nè. Lâu lâu mình mới có ngày đột xuất vậy thôi.
chứ còn bình thường à. Hả? Gì vậy? Dưa, trái dưa hấu ngon quá. À, cái này anh nhìn nó giống giống dưa hấu thôi. Ủa, chứ phải dưa hấu à? Ờ, cái này ta gọi là dưa hấu. Dưa hấu có nghĩa là cái dưa này nó hiếm lắm. Có nghĩa là 3 năm nó mới có một vụ. Mà tôi mới đặt trước đó nha, mới có. Chứ nếu không là không có. Ta mua liền, ta mua sạch hết rồi. Giờ bị cháy rồi, dưa hấu. Dưa hấu, dưa hấu. Dưa hấu giờ thấy ngon quá. Ngon quá anh. Trời, ước gì cái tôi quất miếng ha. Trời đó, trả giá rồi, mất gì cũng được hết trơn á. Anh quất miếng là mất gì cũng chịu hết. Ừ. Vậy thì anh ăn đi, trời ơi, thích thì thưởng thức, có gì đâu. Anh cho tôi ăn trái dưa hấu này. Ừ, tự nhiên. Trời ơi. Ok, chờ chút, tôi phải lấy dao cho. À, bà ơi. Ơi. Lấy tôi con dao lên cho anh Bình coi. Rồi. Nó sẽ giống dưa hấu anh. Không, nó dưa hấu. À, phải dưa hấu hả? Ừ. Anh nói vậy tao nghe tao cười đó. Ừ. Sẽ dưa, dưa hả? Khác dưa hấu. Sẽ dưa hả? Ừ. Để cho anh. Chào chị. Dạ, trái dưa này ngon lắm anh. Dạ. Có nghe anh nói rồi. Sẽ luôn đi sang ngon hơn. Đâu có khách sáo gì đâu. Trời ơi. Wow. Đổ tươi luôn. Dạ. Sao giống dưa hấu ghê á. Nó giống vậy thôi, nhưng mà nó là dưa hấu. Ngon không? Ngon. Ngon hơn dưa hấu luôn. Ăn nó lạ lạ. Ủa anh. Dạ. Ủa chị. Ủa ông có đây hả? Tôi mới bắt đầu thôi. Tôi nửa trái. Cái này của bà nè. Nửa trái ăn cho bà ngon lắm. Hả? Dưa hấu. Lạ lắm. 3 năm mới có vụ mùa lần. Trời đất ơi, ăn uống gì lấy mùa. Bữa tôi nhờ chị mua giùm tôi trái dưa để tôi biếu cho ông bà già tôi đó. Dạ. Rồi có chưa vậy? Dạ. Anh ăn đó. Trái dưa này hả? Ừ. Mà ai cắt vậy? Anh. Trời đất ơi, ông ăn cái gì vậy ông? Tự nhiên cắt ăn vậy đó hả? Đâu có. Anh chỉ mời tôi ăn mà. Trời ơi, mời cái gì mà tôi thấy này. Ông ăn rồi ông mời tôi ăn đó nè. Rồi hai vợ chồng ngồi không ăn cái nào trơn. Ông biết dưa này là ở đâu không? Tôi nhờ người ta mua để tôi gửi cho biếu cho ba má ông á. Bây giờ lỡ ông xã tôi ăn rồi thôi. Bây giờ bao nhiêu tiền tôi gửi ạ? À, 2 triệu chị. Dạ, 2 triệu, dạ. Làm gì mà 2 triệu một trái luôn. Trời ơi, nói với anh nãy rồi, dưa hâu, lại dưa hiếm mà. 3 năm nó có một mùa vụ, 2 triệu là rẻ đó. Hiếm cái gì đâu, nó chai dưa hâu mà cái... Trời, ông nghĩ sao vậy? Ông qua nhà người ta, đồ của người ta, ông ăn gì ta nói 10 triệu mà cũng phải trả nữa. Tôi lấy tiền của ông, tôi trả cho người ta đó. Bà lấy tiền bà lấy tiền dưa, lấy móc ống tôi, lấy tiền tôi trả cho người ta là sao? Mà ai ăn? Ai ăn cái dưa này? Hai vợ chồng ông vừa phải nha. Sao? Tự nhiên bây giờ lừa tôi biểu tôi ăn trái dưa rồi bây giờ lấy của tôi là 2 triệu là sao vậy? Ủa lừa anh nào? Anh nói với tôi rõ ràng, anh nói giờ tôi mình được ước gì được thưởng thức một miếng dưa này, tôi có mất cái gì tôi cũng chấp nhận đúng không? Mà cái này tôi nói cho anh nghe vậy, thật sự là không phải vậy đâu. Nói chung là chẳng qua là nhờ chỉ nói là tôi giúp cho chị là làm sao để anh hiểu được cái vấn đề tiết kiệm cho mình là tốt, nhưng mà phải nghĩ sao tiết kiệm cho người khác nữa, chứ không phải là chỉ ki bo mình như vậy là nó không có tốt đâu anh à. Tôi chỉ là thử lòng anh thôi, chứ trái dưa này tôi tặng anh cũng được mà, mắc mớ thì lấy chi 2 triệu vậy. Mà thôi, để cho anh hiểu thôi nè, chứ thật sự tiền của anh vẫn còn là anh nè, tôi gửi cho anh đó nè. Ta trả lại cho mình á, cầm tiền mình làm coi sao được đi. Bây giờ tôi trích ra một ít, tôi mời bà với hai vợ chồng tôi lên chợ ăn bữa được chưa? Trời ơi, mưa lớn à. Bảo luôn. Nhớ nghe không? Bỏ cái thói đó nghe chưa? Thoát rồi má, cho Ngọc ở đây luôn nha. Cái gì? Hả? Cho ở đây. Dạ ở đây đẻ xong rồi đi má. Ôi trời, bác ơi,